Vậy là quý vị đã biết bài gì rồi mà. Bài gì quý vị? Quý vị nói lớn nữa được không ạ? Dạ đúng rồi. Không giờ rồi, bài này ảnh rất là ưng ý. Ảnh lúc nào cũng mộng mơ tới cái giờ giấc này thôi à. Mong giờ để đi ngủ chứ không có làm gì được đâu. Phải rồi. Không giờ rồi em ngủ đi. Hỡi đâu mà lo lắng em ơi, thằng nghèo mà biết mến thương nhau, còn con giàu có đôi hay màu, chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Bây giờ đến em ngủ. Không giờ rồi anh biết chưa, còn giàu có đôi thay mắt. Thôi em đừng buồn nhé, anh ơi, anh suy nghĩ chỉ từng giờ cho em cối chắc hững hờ, gần nhau nhưng bơ vơ tối nắng. Em ơi, rằng trời sinh voi sinh có đâu ai đói mà em lo, em thao thức hoài thêm ôm on. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ
tình nhãn pha. Bọn mình giờ rất chán đôi tay vẫn tìm hạnh phúc ở tương lai không bao giờ. Anh đưa một chút đi cho em đi qua thế chỗ bên anh nè. Anh cứ bắt em đi hoài à. Rồi em phải chào khán giả bao giờ. Chưa kịp nói xong đã chồng lên rồi. Không bao giờ. Đồ cao thể quế không bao giờ. Lần chút xíu nửa tâm nữa thành Huệ rồi. Đi người ta người Huệ không mà. Bao giờ tình nhà xin cảm ơn. Cảm ơn các và trường chú sẽ cùng sân khấu lại cho Như Quỳnh. Dạ vâng. Cảm ơn các xin. Dạ.